Sao mày lại không nghe máy? Tao thấy bé nó cũng rất có sức hút mà. Đúng rồi, với lại cũng xinh gái nữa, cho người ta cơ hội làm quen đi mà. Tao không thích bạn gái quá nhỏ tuổi, chuyện gì cũng kiếm tao, với lại còn hay nói tục nữa. Em nói anh nghe, quán ăn này ngon lắm, anh không tới đúng là đáng tiếc thật mà. Anh à, anh thấy gì không? Bầu trời chiều nay đẹp thật đó. Hồi nãy á, em thấy cặp đôi kia đang cãi nhau, không ngờ cái thằng đó nó lại đánh con bé kia, đúng là cái đồ tồi mà. Ê, tao nhớ trước mày nói với tao là mày có người để thích rồi mà. Có phải cô ấy vừa dịu dàng, vừa văn minh không? Không phải. Vậy mày thích kiểu con gái như thế nào? Cô ấy chuyện gì cũng kể cho tao nghe, với lại còn hay nói tục nữa. Đúng là tao không thích những người con gái nói tục, nhưng mà khi cô ấy nói, tao lại thấy rất dễ thương.